Chào mừng các bạn đã quay trở lại với NT Studio và mình là Huyền cùng với những thông tin về iPhone đây. Mình lại vừa cập nhật cho các bạn được một vài thông tin khá hot đến từ nhà Apple. Đó là Apple có một cái thế độc quyền về cái quy trình sản xuất chip. Cùng với đó thì Apple cũng vừa phong sát hơn 8.000 ứng dụng tại Việt Nam trên Apple Store. Cụ thể như thế nào đây, các bạn hãy cùng theo dõi video này của mình ngay sau đây nhé. Các bạn có thể tham khảo các mẫu iPhone tại Di động Mỹ. Còn link tham khảo thì mình sẽ để phần mô tả của video này nha. Thì mình sẽ nói đến cái thông tin về cái thế độc quyền của Apple trong quá trình sản xuất con chip mạnh mẽ nhất năm 2023 này. Tháng 12 năm 2020 thì Apple Insider đã có thông báo chính thức về việc mà Apple đặt trước toàn bộ quy trình sản xuất con chip 3 nanomet của nhà sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, viết tắt là TSMC, một cái tập đoàn chế tạo chất bán dẫn lớn nhất thế giới. Về phía TSMC gần đây cũng đã xác nhận là họ đã hoàn thành cái tiến trình 3 nanomet này của mình rồi. Và người dùng Apple có thể chờ đợi táo khuyết cho ra mắt con chip này ở các thiết bị như là Mac, iPhone, iPad ra mắt trong năm nay. Còn về thế hệ iPhone 15 của Apple thì sẽ tích hợp với con chip Apple A17 Bionic. Đây sẽ là con chip được sở hữu, được sản xuất theo quy trình 3 nanomet đầu tiên của TSMC. Dự kiến thì cái tiến trình 3 nanomet này sẽ mang lại cho các bạn những cải tiến về hiệu suất, thêm vào đó là cái khả năng tiết kiệm được năng lượng hơn rất là nhiều. Các bạn có thể thực hiện nhiều thao tác hơn với tốc độ nhanh hơn, trong khi đó cái năng lượng tiêu tốn sẽ ít đi hơn rất là nhiều. Cuối cùng thì đối với con chip M3 sắp ra mắt cho Mac và iPad cũng sẽ có thể được sản xuất trên cái quy trình 3 nanomet này. Apple Insider cũng cho biết rằng là các thiết bị đầu tiên có chip M3 sẽ là MacBook Air 13 inch này và iMac 24 inch phiên bản mới nhất dự kiến ra mắt vào cuối năm 2023. Thông tin tiếp theo mình mang đến cho các bạn đó chính là Apple vừa phong sát hơn 8.000 ứng dụng đến từ Việt Nam trên Apple Store. Việt Nam chính là một trong những quốc gia bị Apple gỡ ứng dụng nhiều nhất trên toàn cầu vì vi phạm quy tắc hoặc là gây trải nghiệm không tốt cho người dùng. Apple đã cho biết điều này thông qua báo cáo minh bạch đầu tiên của Apple Store tiết lộ thông tin về chợ ứng dụng này trong năm 2022. Theo báo cáo thì Việt Nam đã có 8.462 ứng dụng bị gỡ bỏ vì nhiều lý do khác nhau, trong đó số lượng lớn nhất là do vi phạm nguyên tắc thiết kế với 4.657 ứng dụng và số lượng vi phạm gian lận là 3.626 ứng dụng. Về vi phạm nguyên tắc thiết kế có nghĩa là các ứng dụng đấy đã quá lỗi thời, không thể đáp ứng được cái nhu cầu của hãng hoặc thậm chí là không mang một cái trải nghiệm tốt cho người dùng. Còn về vi phạm gian lận thì sao? Chẳng hạn như là tạo ra những cái đánh giá giả mạo, gây những cái tranh cãi không lành mạnh về phía đối thủ. Thêm vào đó nữa là những cái nội dung không chính xác và cố tình lừa dối người dùng để có thể tải được cái ứng dụng của mình về. Ngoài ra thì còn các cái lý do khác để bị gỡ bỏ những cái ứng dụng trên Apple Store như là sao chép thiết kế của ứng dụng khác này, rồi tạo ra các ứng dụng spam hoặc là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và tin giả. Và theo báo cáo minh bạch của Apple thì Việt Nam cũng nằm trong top 10 quốc gia khiếu nại về những cái ứng dụng bị gỡ bỏ. Và sau khi xem xét thì Apple đã cho 11 ứng dụng của Việt Nam quay lại với Apple Store. Cũng khá là đáng buồn về cái tin này ha. Vậy là mình cũng đã mang lại cho các bạn những thông tin của nhà Apple trong tuần vừa qua. Các bạn thấy sao về những cái thông tin này thì hãy để lại comment ý kiến ở dưới video này cho mình biết nha. Và đừng quên để lại một like, một subscribe cho NT Studio để chờ đón những video tiếp theo nhé.